Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cineno. Và đây là cái bộ sưu tập về khủng long xanh lá của mình luôn. Ok, cùng với mình kiểm tra lại nhé. Vật đầu tiên, Mosasaurus phiên bản như thế này các bạn. Wow, xương sỏ và các thành phần nội tạng bên trong của các bạn Mosasaurus này bao gồm xương, các loại xương, các bộ phận bên trong. Đó, phần da phía bên ngoài ở bên một mặt rất đẹp và chất lượng luôn các bạn. Đây là một sản phẩm của Bandai Nhật Bản. Đây là một con ốc thời tiền sử nha mấy bạn. Đó, dính trên một tảng đá. Bên đây là một con ốc chết, bên đây là một con ốc còn sống nè. Tiếp theo, một bạn khủng long cổ dài phiên bản nó như thế này các bạn. What? Có đèn phát sáng ở phần cổ, kéo cổ dài đã được các bạn. Cho cái cổ nó cong thử các bạn. What? Ok chưa? Đó, phần này đứng lên các bạn. Ngược lại, nhẫm chân lên. Đó, đây là một phiên bản khủng long cổ dài màu xanh lè xanh lát như thế này các bạn. Khá là tức cười. Và mình có thể cho nó trở về trạng thái ban đầu nha mấy bạn. Ok. Yes. Rồi. Là một khủng long, bạn khủng long bạo chúa có khả năng ăn trứng như thế này, xanh lè luôn. Và phiên bản này có thể ăn trứng nè, nuốt vào trong miệng như thế này các bạn. Rất là sâu luôn, cái nhân vật bên trong đã bị bạn ấy ăn thịt nè, thấy chưa? Đó. Và bạn ấy sẽ thải ra một nhân vật như thế nào thì mình sẽ thao tác cho mấy bạn xem nha. Dè ra một chút xíu nào. Ok. Rồi. Như thế này. Ăn. Ăn thịt nè. Thải ra nhân vật. Một con chuột. Tiếp tục nào. Còn mấy con trong này nữa bạn. Đó, rớt ra luôn nè. À, đây là một phiên bản khủng long của Yuru's Master nha các bạn. Phiên bản khủng long bạo chúa ăn trứng và thải ra nhân vật. Rất là chất lượng. Có những nhân vật bé tí nị ở bên trong dùng để chúng ta sưu tập nha. Phải kể đến đó là những cái bạn khủng long Ankylosaurus như thế này. Đó là bộ 3 khủng long Ankylosaurus. Đây là Ankylosaurus phiên bản Bumpy Minifigure có logo của Jurassic World Mattel. Đây là phiên bản Minifigure nha mấy bạn. À, Ankylosaurus Bumpy. Ok. Còn đây, Ankylosaurus trong Jurassic World Fallen Kingdom. Đây là các bạn Ankylosaurus mà khi các bạn Indominus Rex di chuyển để thoát ra ngoài cái địa ngục thì bạn ấy chạy đến cái khu vực của hai các bạn Ankylosaurus và bắt đầu hất hai các bạn Ankylosaurus này lên và một bạn nó bị tiêu diệt. Sau đó bạn Indominus đã trốn thoát. Wow, chất lượng chưa? Còn đây, Ankylosaurus phiên bản này cũng là màu màu xanh nhưng rất là chất lượng, các bạn nhìn xem. Mình có thể mở nó ra như thế này. Đây là phiên bản 500 từ tính. Đó. Và đây là những cái đốt xương bên trong của các bạn Ankylosaurus của chúng ta. Wow, đẹp chưa? Rồi mình sẽ cho nó trở lại trạng thái ban đầu nha mấy bạn. Thì mình chỉ cần bỏ vào đúng ngay vị trí và cái phần này nó sẽ tự động hít lại bạn. Đó, kiểu vậy. Quá đẹp cho một bạn Ankylosaurus đúng không? Một bạn Suchomimus phiên bản của Mattel các bạn, mà phiên bản minifigure. Các bạn nhìn xem nè, Suchomimus phiên bản này nó khá là lạ và cái màu nó khá là xanh này các bạn thấy không? Đấy. À, có một tí màu ngã vàng ở trên lưng và có khớp ở miệng. À, đây là phiên bản minifigure 6 inch nha mấy bạn. Ok. Còn đây, Spinosaurus của Takara Tomy cũng là phiên bản màu xanh như thế này và rất là chất lượng luôn. Phiên bản này mình thấy nó khá là tức cười, các bạn hãy nhìn cái móng của nó đi. Đó, có một cái ngón dài như thế này dùng để bấu con cá hay là con gì đó các bạn. Đó, kiểu vậy. Rồi, cái miệng thì nó có thể di chuyển như thế này và phần máy vờn nó khá là đặc biệt. Bản này phiên bản này nó di chuyển bằng 4 chân nha mấy bạn. Bộ 3 Styracosaurus ở 3 phiên bản khác nhau nhưng màu sắc thì cũng là có một cái màu xanh cũng hơi đặc biệt nha mấy bạn. Đây, Styracosaurus phiên bản legal. À, rất là đẹp, nó có hai cái chấm ở trên đây các bạn và một cái sừng khá là lớn. Với những cái sừng lớn ở bên này là 9 cái sừng các bạn ơi, 9 cái sừng lớn, còn những cái sừng nhỏ xung quanh nữa nè. Dọc cái khiên của bạn này khá chất lượng và khá là đẹp luôn đó. À, cái sừng dài này khá là giống cái sừng tê giác nha mấy bạn. À, legal nha. Còn đây, phiên bản này cũng khá là chất lượng, các bạn nhìn xem. Nhựa đây là nhựa cao su mềm, nó đâm vào tay cũng khá là đau nha mấy bạn. Và con mắt khá là đặc biệt, khá là tức cười và khá là dễ thương luôn. Rồi, đây là một phiên bản của Mattel khác nữa. Cái đuôi có thể di chuyển như thế này và có một cái nút ấn màu đỏ trên lưng thì mình sẽ bấm như thế này bạn. Đó, khi là bạn đối thủ của bạn ấy lao vào tấn công thì bạn ấy sẽ hất như thế này. Ây da, ây da, ây da, ây da, bay lên trời luôn. Đó,
Còn đây, một phiên bản khác là phiên bản lắp ráp từ nhiều mảnh khác nhau và những con ốc bằng những con ốc như thế này các bạn. Đó, kìa chưa? Đây là phiên bản lắp ráp cho các bạn. Mặt của bạn này khá là dữ. So với cả ba phiên bản này thì mình thấy phiên bản này là dữ nhất nè. Phiên bản này là dữ nhì và phiên bản này khá là hiền hậu. Ok. Styrocosaurus Oba Velociraptor Plus. Phiên bản này, đây là phiên bản blue, nhựa cứng PVC và mô hình này là mô hình tĩnh nha mấy bạn, không có khớp. Bản này mini figure khoảng 6 inch luôn. Ok. Velociraptor này là phiên bản của Jurassic World Mattel. Đã từng xuất hiện ở rất nhiều clip của mình luôn. Ok, Velociraptor Blue. Còn đây, Velociraptor phiên bản Mighty Megasaur. Phiên bản này bị chạy xước nè các bạn, có móng vuốt nè và nhựa là cứng ở phần chân nè, phần thân nè, phần miệng nè, phần tay thì cao su mềm nha mấy bạn. Ok, phiên bản này cũng có âm thanh bằng ấn và nút như này, khá là dữ tợn nha. Plesiosaurus đó, Jurassic World Mattel luôn. Một phiên bản khác, phiên bản này 8 inch nha các bạn, có mở quét luôn nè. Đó. Thao tác của bạn này như thế này. Mình ấn cái nút ở trên lưng thì cái vai của bạn ấy sẽ di chuyển để giúp bạn ấy di chuyển nha các bạn. Còn cái thao tác cổ nè và đầu nè. Đó, đuôi nè thì là mình phải thao tác bằng tay. Chỉ có cái nút này là tự động thôi mấy bạn. Đó, kiểu vậy. Bơi nhanh lên, lao tới con mồi, tấn công con mồi. Đó, kiểu vậy. Đó, Plesiosaurus nha mấy bạn. Màu sắc rất là đẹp và chất lượng luôn. Ok, tiếp theo Thalassiomus. Đây, một bạn khủng long. Một bạn thằng khủng long mà kiểu như cổ dài mà sống ở trên cạn lẫn dưới nước các bạn. Đó, kiểu vậy. Nhưng mà bạn này đi bằng bốn cái chân này. Cái chân bạn ấy có một chút vây như thế này. Đó, một chút vây để giúp bạn ấy có thể di chuyển dưới nước khi bạn ấy có mở quát nè. Đó, và thao tác của bạn này cũng khá là đơn giản như thế này. Đây. Đó, mình gật cái đuôi thì cái đầu nó sẽ di chuyển nha mấy bạn. Cái đầu nó hơi mờ. Và bạn này cũng khá là dữ luôn nè. Là Spinosaurus phiên bản có khớp và màu sắc là màu xanh với lại màu cam đỏ mấy bạn ơi. Có khớp ở miệng như thế này và cái lưỡi nó hơi mờ nha. Cái lưỡi này màu đỏ thì nó chất lượng hơn. Đó, và khớp tay nè. Đó, khớp chân nè. Và đuôi. Ok, và khớp miệng nữa. Đó, đây là phiên bản khớp bình thường thôi mấy bạn. Màu sắc đẹp, khá là đẹp. Mình thấy chất lượng đó bạn. Mít màu khá là ok luôn. Spinosaurus Racorax. Đây, một bạn khủng long có rất là nhiều những cái sừng li ti ở trên đầu. Đó, và có 2, 3, 4, 5 cái sừng lớn ở phía sau như thế này. Thao tác của bạn này khá là như thế này. Đó, vì cách bạn này là để tấn công hoặc là tự vệ đó bạn, thì bạn ấy sẽ cúi đầu xuống như thế này và tấp con mồi lên, hất con mồi lên, hất con mồi lên, hất đối thủ lên, kiểu vậy. Màu sắc của bạn này khá là đẹp các bạn thấy không? Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Quetzalcoatlus phiên bản khá là lớn như thế này các bạn. Đây là một phiên bản, đố các bạn biết là phiên bản này là phiên bản nào luôn. Đó, bạn nào nhớ để lại bình luận cho mình biết nha. Các bạn này đã từng xuất hiện ở các clip về review của mình rồi. Đó, thì thao tác của bạn này như thế này bạn. Được chưa? Âm thanh cực kỳ sống động, sải cánh cực kỳ lớn luôn các bạn. Đó, và cánh có thể gập lại được nha. Như thế này. Đó, ghê chưa? Wow. Tiếp theo, khủng long bạo chúa phiên bản canh trứng như thế này. Công tắc. Quẩy luôn anh em ơi. Quẩy luôn. Cái này nó là trong suốt nha các bạn. Dưới chân nó có bánh xe nè, giúp cho bạn ấy di chuyển nha. Ở bên trong là những cái bánh răng như thế này. Đuôi và tay bạn ấy sẽ di chuyển dựa theo cái bánh xe di chuyển như thế này. Là những cái bánh răng ở phía bên trong cơ thể giúp bạn ấy di chuyển một cách rất là trơn tru, rất là đẹp nha mấy bạn. Khủng long bạo chúa phiên bản trong suốt. Lại bộ ba này, đó chính là Carnotaurus Lego. Xuất hiện ở khá là nhiều lần trong các clip về Lego của mình luôn. Và mình đặc biệt khá là yêu thích các bạn khủng long Carnotaurus này vì cái màu sắc của nó rất là đẹp và rất là dễ chơi. Thao tác của bạn này cũng khá là thú vị. Ok, Carnotaurus phiên bản Lego nha mấy bạn. Ok, còn lại đây là Dilophosaurus, đầu rối tay robot như thế này. Công tắc bật ở đây.
Ghê chưa? Khá là chất lượng luôn các bạn. Yeah, quá đẹp, màu sắc quá đẹp, thật sự là quá đẹp các bạn. Còn lại là bạn khủng long gì đây ta? Giganotosaurus nha các bạn. Nhưng mà phiên bản này không có gai, không có gai luôn, không hề có một cái gai nào luôn. Nè, nhìn ba ngón tay của bạn này nè, đó là đây là bạn khủng long 5 trong 1 nha bạn, cũng màu sắc xanh lè luôn. Ok là vậy là mình đã review xong cái bộ khủng long xanh lè như thế này. Wow, rất là chất lượng và rất là nhiều những bạn khủng long có cái màu sắc sặc sỡ và khá là yêu thích các bộ chơi cũng như cách nhập vai cực kỳ đã và cực kỳ chất lượng luôn. Ok, nếu các bạn thích video của mình hãy cho mình một like và một subscribe nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.